Anh dọn với cái gì vậy? Chào cả Chào cả nhà, nhà. dạ chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong miền nước. Hai anh em con chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay hai anh em con sẽ trở lại cái ngôi mộ mà hai anh em con đã quay mà có tiếng khóc á, cả nhà còn nhớ không? Hai anh em con đến đó sẽ cúng cơm chay cho những hương linh đó dùng. Tại vì là hai anh em con thì đi kiếm những người già mà biết về cái ở nơi đây á, là cái câu chuyện mà hồi xưa mà con đã từng nói với cái nhà đó, nhưng là do là họ đã già hết rồi thì con sẽ cố gắng sẽ đi kiếm những người già khác để hỏi về cái câu chuyện ở này thật sự là nơi đây nha. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng với hai em con sẽ trải nghiệm một lần nữa ở cái ngôi mộ đó nha. Rồi đi thôi cả nhà, Đi cái nhà đi đến gần tới rồi nè cả nhà. Quên nữa anh ơi, cái mộ bây giờ có tên kìa, bây giờ anh em mình nè che phước cái tên cái đi nhanh. Rồi cả nhà ơi, bây giờ hai anh em con sẽ tiến hành thôi cả nhà, đi thôi nè. Khoan, để em bật cái đèn lát lên có gì tắt dễ hơn. Gì anh? Ô, những ngôi mộ xa xưa ở ngoài này nào ơi, mà cũ lắm rồi nè, hôn nhóc luôn kìa, nhiều lắm cả nhà ơi. Tại bữa đó cái gì vậy? Thôi thôi làm đi, hay là làm trên đây? À không biết nữa, trên đây đi. Trên đây có miếng đan nè, người ta cũng ăn chung mà. Máy có quay không? Sắc.
Anh dọn với cái gì? Giờ hôm nay hai anh em con đến đây, giờ hai anh em con có một chú lòng thành giấy tiền nhận bạc bánh trái hương dân đàn và cơm, mong là các chị phố ở mài ở nơi đây có linh thiêng hãy nhận một chú lòng thành của hai anh em con nha. Tại vì lúc trước hai anh em con đến đây thì không biết là các chị ở đây đông, thì hai anh em con chỉ là lúc đó là anh em chỉ là cùng bánh này kia thôi. Bây giờ là có đồ ăn nước uống thì mong là các chị dùng một bữa cơm này. Và luôn cố gắng tu tâm dưỡng tánh và cố gắng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nha, để cho nó thanh thản trong người. Thì là con mong là các chị ở đây nếu mà có phước mà ở đây lâu thì cố gắng niệm Phật một thời gian nha, con chắc chắn là sẽ thay đổi tất cả mọi thứ thôi. Thì con sẽ khi nào mà có duyên hai anh em con sẽ đến đây cúng một chú lòng thành cho các chị dùng. Nổi gió hả? Gió, nổi gió lên luôn kìa cả nhà. Rồi, anh thấm một cây bên đó đi. Rồi, ok. Ôi, bóp tiền nữa.
Dạ tha di
Cả nhà ơi, hai anh em con thì cũng đã là một bộ nghi thức này cho họ rồi. Bây giờ hai anh em con á sẽ đi ra ở đằng phía sau quay đi được không anh? Chắc không biết, tại vì bụi rậm không à. Nhưng mà cái nhà mình thấy chỉ có mờ mờ ở đây là những cái mộ, mờ mờ ở đây có mộ là xa xưa rồi. Cả nhà thấy không? Đó. Đây nữa. Mình đi vô đó mà đâu gần rú mà. Đó đó, đó ngôi mộ nữa nè cả nhà. Nguyên hàng sao nhiều lắm cả nhà ơi. Quá trời luôn kìa, kìa ngốc chân kìa. Nhiều lắm. Sao đi qua bển ta? Bữa hổm mình nghe mà. Đâu có biết tiếng đâu. Khóc đâu đây nè, bữa hổm đó. Nhưng mà bây giờ là hai anh em con đi nãy giờ thì không có nghe tiếng khóc gì cả chứ cả nhà. Đi. Thôi vậy mình thu hành trang đi ha. À, để con sẽ đi ngày mai á, chắc là con sẽ đi kiếm những người già ta nói về cái câu chuyện mà hồi xưa nha. Thì cả nhà ơi, hai anh em con thì cũng đã trải nghiệm ở nơi đây. Thì trước tiên thì còn thì cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của cả nhà để xem clip của hai anh em con nha. Thì cả nhà đừng quên để lại một like nè và lượt chia sẻ và đăng ký cho hai anh em con ngày càng phát triển nha. Thì hai anh em con chắc là ngày mai sẽ đi lại những người mà cố gắng đi tìm những người già, sẽ nói về cái câu chuyện mà hồi xa xưa ở nơi đây nha. Thì con thì chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.